chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, được lộc tổ tiên, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, đổi giận giàu sang, giàu nước đố đổ dách. Quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, không phải mọi câu chuyện đều trải qua nhiều chương, đôi khi chúng ta đang sống chính là dấu chấm cuối cùng. Dù còn nhiều điều chưa làm hoặc bản thân nhân vật chính của đời mình chưa thực sự mãn nguyện với kết thúc ấy, nhưng khi một câu chuyện kết thúc, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Điều cũ không thể lùi bước để nhường chỗ cho những khởi đầu mới mẻ. Đôi khi không cần phải cố gắng, níu kéo hay tiếc nuối. Có những điều trong cuộc sống được định sẵn để không trọn vẹn, đơn giản chỉ là như vậy, và không phải lúc nào số phận cũng gửi đến những dấu hiệu rõ ràng thông báo trước. Những khoảnh khắc quan trọng không hô hào, khi bước ngoặt cuộc đời đang đến gần, không khích lệ ta rằng đã đến lúc thay đổi, chúng ta chỉ có thể tiếp tục làm việc, tiếp tục bước đi, tiếp tục tiến lên, dù may mắn hay không, được số phận ưu ái hay không, thì cũng còn tùy thuộc vào vận may, vào đường đời của mỗi người. Thưa quý bản mệnh tuổi Ất Mão, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Ất Mão được vàng bạc, tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong 3 tháng cuối năm 2024 để giúp Ất Mão cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Ất Mão 1975. Theo dự đoán của tử vi, 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với tuổi Ất Mão. Thời điểm này, có nhiều yếu tố xấu ám ảnh đến cuộc sống, khiến cho những điều không mong muốn thường xuyên xảy ra. Đây là thời điểm lý tưởng để tránh các hoạt động quá sôi động và chờ đợi thời cơ. Nếu không có ý chí mạnh mẽ, Ất Mão sẽ cảm thấy áp lực rất lớn và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, hãy tự nhắc nhở bản thân phải trở nên kiên cường hơn. Đừng chỉ lùi bước khi gặp khó khăn, mà hãy tìm cách giải quyết kịp thời. Nếu cần thiết, hãy nhờ sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè xung quanh. Có thể 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Ất Mão có thể sẽ hứng chịu nhiều thách thức và khó khăn trong sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hôn nhân gia đình và việc nuôi dạy con cái. Sự bế tắc và khó khăn trong quản lý tài chính có thể làm Ất Mão mất niềm tin và ý chí chiến đấu. Tài vận giảm sút do ảnh hưởng của hại thái tuế, đòi hỏi kế hoạch quản lý tài chính của Ất Mão phải thật cẩn thận. Mặc dù khó khăn, nhưng 3 tháng cuối năm cũng mang đến cơ hội để phát triển, sức mạnh và tìm kiếm giải pháp sáng tạo. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Ất Mão sẽ phải đối mặt với thử thách do tâm lý không ổn định và giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Sức khỏe giảm sút với nhiều yếu tố xấu ám ảnh, vì vậy Ất Mão cần chú ý đến thay đổi thể chất và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Về hôn nhân gia đình có thể đối mặt với xung đột và căng thẳng, yêu cầu sự kiên nhẫn và thông cảm trong việc nuôi dạy con cái. Tuổi Ất Mão cần sự kiên nhẫn và tình yêu thương để vượt qua những thách thức. Sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong 3 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm 2024 này, tuổi Ất Mão sẽ phải đối mặt với cục diện hại thái tuế và hung tinh trực phủ án ngữ. Công việc sẽ gặp phải nhiều vấn đề phức tạp, yêu cầu bản mệnh phải dành nhiều công sức và thời gian để giải quyết. Vì vậy, hãy cẩn trọng và tập trung từ đầu đến cuối, ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ hiện tại, thay vì suy nghĩ xa vời và không phù hợp trong thời điểm này. Sau nhiều năm chiến đấu, Ất Mão đã có một nền tảng vững chắc và không kém cạnh những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng quá lớn khiến bản mệnh luôn muốn có nhiều hơn, đứng ở vị trí cao hơn. Tâm lý nóng lòng này có thể khiến Ất Mão đưa ra những quyết định vội vàng. Bất chấp hoàn cảnh, điều này có thể giúp bạn đạt được thành công ngay lập tức, nhưng trong tương lai sẽ gây hại cho Ất Mão và có thể dẫn đến những rắc rối về pháp lý. Không ai có thể giúp Ất Mão ngoài chính bản thân bạn, vì vậy, hãy điều chỉnh tâm lý của mình, biết điều gì nên làm và không nên làm. Trong thời điểm vận khí không thuận lợi như thế này, nói chung, hãy bình tĩnh và chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. 3 tháng cuối năm nay, thương quan cũng có tác động đến tuổi Ất Mão, khiến bạn có thể trở nên bất cẩn trong công việc. Điều này có thể do Ất Mão không tập trung đủ hoặc phương pháp làm việc không còn hiệu quả, khiến ý tưởng trở nên nghèo nàn. Đặc biệt,
Nếu liên quan đến dữ liệu hoặc chi tiết quan trọng, bạn có thể gây thiệt hại lớn cho công ty do sai sót cá nhân. Nếu may mắn, Ất Mão sẽ chỉ bị chỉ trích, nhưng nghiêm trọng hơn có thể bị sa thải và phải chịu trách nhiệm pháp lý, thậm chí bị kiện tụng và ngồi tù. Có những thời điểm, công việc gặp nhiều khó khăn và bế tắc trong thời gian dài, khiến Ất Mão mất niềm tin vào bản thân và đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu không kịp thời điều chỉnh tinh thần, Ất Mão có thể rơi vào những suy nghĩ tiêu cực và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, hãy nhớ rằng, Ất Mão cần phải cẩn trọng với những kẻ ghen tị và thù địch xung quanh mình để tránh những tình huống khó khăn trong công việc. Tốt hơn hết, Ất Mão cần duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và những người xung quanh. Tuy nhiên, tử vi trong 3 tháng cuối năm cho thấy rằng, Ất Mão có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người quý trọng. Điều này có thể giúp Ất Mão tiến bộ trong sự nghiệp, nhưng đừng quên rằng Ất Mão vẫn là người quyết định số phận của mình. Dù có nhiều ảnh hưởng xấu, nhưng vẫn có điểm sáng nhờ sự giúp đỡ của sao Thái Dương. Sao này đặc biệt có lợi cho nam giới, hoặc dự báo cho tuổi Ất Mão là khả năng nhận được sự giúp đỡ từ những người đàn ông lãnh đạo hoặc đồng nghiệp thân thiện và có tài. Hãy học hỏi kinh nghiệm làm việc từ họ, đừng ngại khi gặp phải những vấn đề mà Ất Mão không hiểu và hãy nhờ họ cho lời khuyên, tránh giấu giếm. Nếu bạn bắt đầu công việc mới, hãy giữ thái độ khiêm tốn và thể hiện tinh thần cầu tiến, đừng than phiền dù điều kiện thực tế không như mong muốn. Bản mệnh cần nhận ra những điểm yếu của mình và cố gắng học hỏi, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc, từ đó duy trì vị thế và tạo cơ hội cho tương lai. Xét về phương diện tài lộc, 3 tháng cuối năm sẽ là thời điểm khó khăn cho tuổi Ất Mão, khi bị ảnh hưởng bởi cả tương hại và hung tinh chủ về việc tiêu xài quá đà. Điều này có thể được giải thích bởi kiếp tài chiếu mệnh, khiến cho tiền bạc của họ bị lãng phí một cách đáng kể và thu nhập không đủ để chi tiêu trong cuối năm này. Tuổi Ất Mão sẽ gặp khó khăn trong việc tăng thu nhập, mặc dù có lòng tham vọng và mong muốn sống một cuộc sống khá giả hơn. Tuy luôn cố gắng tìm kiếm cách để gia tăng thu nhập, nhưng bản mệnh vẫn chưa gặp may mắn, do đó Ất Mão cần xem xét các phương án đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như đầu tư dài hạn hoặc đa dạng hóa nguồn thu nhập để giảm thiểu rủi ro từ biến động thị trường. Trong 3 tháng cuối năm, bản mệnh nên tham gia vào các hoạt động đầu cơ một cách có chừng mực, không nên sao chép người khác mà phải phát huy sức mạnh riêng của mình. Mỗi người có một cách làm riêng và không phải lúc nào cũng phù hợp với nhau. Với sự nhanh nhạy trong việc kiếm tiền, Ất Mão có thể tích lũy được một khoản tài sản đáng ghen tị trong vòng một năm. Tuy nhiên, tầm nhìn của Ất Mão có thể bị hạn chế và dễ bị nóng nảy do điều kiện khách quan và chủ quan. Trong cuối năm nay, bạn chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua những tiềm năng lâu dài, có thể gây ra sự phá hoại cho những thành công đã đạt được. 3 tháng cuối năm cũng sẽ mang đến nhiều thách thức từ tình hình kinh tế toàn cầu, bao gồm suy thoái, cạnh tranh gay gắt và những yếu tố khác chưa được xác định. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh, không nản lòng và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Nếu cần thiết, Ất Mão có thể tìm sự trợ giúp từ các chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm quá đà của bạn cũng là một điều đáng lo ngại. Điều này sẽ mang lại gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Trong 3 tháng cuối năm, bản mệnh sẽ phải đối mặt với những rủi ro khi có nguy cơ mất hoặc làm rơi các đồ vật quý giá. Điều này có thể gây ra tổn thất lớn cho Ất Mão. Nếu bạn đang có ý định đầu tư hoặc quản lý tài sản, hãy đặt sự an toàn và ổn định lên hàng đầu. Đừng mơ mộng về việc trở nên giàu có chỉ sau một đêm, bởi không có miếng bánh ngọt nào rơi từ trên trời xuống miễn phí. Bản mệnh cần tránh đầu tư vào những kế hoạch mạo hiểm hoặc theo đuổi xu hướng đam mê đỏ đen của đánh bạc. Đừng cho ai vay tiền trong cuối năm nay, vì có thể số tiền này sẽ không được thu hồi lại. Hãy nhớ rằng, việc quản lý tài chính tốt sẽ là nền tảng cho sự giàu có, ổn định. Vì vậy, hãy kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý, đầu tư vào những lĩnh vực an toàn và tránh lãng phí quá mức. Hãy nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm để không phải lo lắng khi cần sử dụng tiền. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, 3 tháng cuối năm 2024, cuộc sống tình cảm của những người tuổi Ất Mão sẽ gặp phải nhiều khó khăn do sự xuất hiện của cục diện hại thái tuế. Các mối quan hệ có thể trở nên khó khăn hơn, tình yêu đối diện với những biến động và mâu thuẫn gia tăng, yêu cầu sự nỗ lực và kiên nhẫn lớn hơn từ Ất Mão. Những người đã kết hôn cũng sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, có thể trong tiềm thức,
Ất Mão luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường căng thẳng, không có hòa khí. Vợ chồng thường thường xuyên tranh cãi và có thể cãi nhau trước mặt con cái. Những tình huống như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến sự hòa thuận trong gia đình và có thể gây ra các vấn đề tâm lý cho con trẻ. Để đối mặt với những vấn đề tình cảm trong năm nay, Ất Mão cần giữ bình tĩnh và duy trì lý trí khi gặp vấn đề. Nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, thay vì tự ý suy diễn và giữ trong lòng. Nếu không, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Với những người độc thân, dù vận may không mấy thuận lợi trong cuối năm nay, Ất Mão vẫn có thể hy vọng vào những cơ hội bất ngờ có thể quá khứ đã để lại những vết thương, khiến Ất Mão e dè khi bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng nhờ sự thuyết phục của một người nào đó, Ất Mão có thể từ bỏ quá khứ và tự tin hơn vào bản thân, hy vọng vào tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này, trong tương lai gần Ất Mão chắc chắn sẽ tìm được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi tuổi Ất Mão trong 3 tháng cuối năm cho biết, về mặt sức khỏe, Ất Mão cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn do ảnh hưởng tiêu cực. Cho dù là một căn bệnh nặng hay một vấn đề nhỏ, chúng đều có thể ảnh hưởng đến Ất Mão trong cuộc sống hàng ngày. Việc chú ý đến rèn luyện thể chất và duy trì một lối sống khoa học, lành mạnh là quan trọng. Điều này sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và là chìa khóa để vượt qua mọi vấn đề sức khỏe. Đặc biệt trong cuối năm nay, Ất Mão cũng nên chăm sóc đến tâm lý của mình. Áp lực từ công việc, tài chính hoặc vấn đề tình cảm có thể dẫn đến suy nghĩ quá mức. Ăn không ngon, ngủ không yên, dễ dàng dẫn đến tình trạng kiệt sức. Hãy cố gắng tư duy tích cực để làm cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Đối với những người thường xuyên tập thể dục, việc tìm kiếm một lịch trình tập luyện phù hợp với cường độ vừa phải là quan trọng, nếu không xương khớp của Ất Mão có thể bị ảnh hưởng. Những người thường xuyên lái xe cũng nên chú ý đến việc lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông. Những người làm việc ngoài trời cũng nên tăng cường nhận thức về an toàn và cẩn trọng để tránh té ngã, chảy máu hoặc bị thương khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn và nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài việc chú ý đến sự thay đổi về sức khỏe của bản thân, quan trọng hơn là quan sát sức khỏe của gia đình, đặc biệt là người già có thể bị ốm và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này có tam hợp cục che chở, công việc của tuổi Ất Mão đang có những bước tiến rõ rệt. Con giáp này dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó và đây cũng chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đều có tiến triển tốt và đem về kết quả khả quan. Thậm chí một vài hạng mục bạn không đạt quá nhiều kỳ vọng, nay cũng có bước chuyển biến bất ngờ, mang tới sự tự tin lớn lao cho bạn. Sự tự tin cũng giúp cho tuổi Ất Mão đặt ra những đích đến cao xa và nóng lòng chinh phục. Tuy nhiên, đừng quên lập kế hoạch cần phải dựa trên năng lực của bản thân, chứ nên mơ ước quá diễn dông mà tự tạo thành áp lực. Con giáp này sẽ chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Tuy nhiên, có thể vẫn có một vài chuyện rắc rối xảy ra nếu bản mệnh quá ngạo mạn với những gì mình đang đạt được mà đâm ra chủ quan ngủ quên trên chiến thắng. Những thành quả trước đó trong công việc khiến bạn trở nên vô cùng tự tin, thậm chí là kiêu ngạo. Chính vì thế mà con giáp này luôn cho mình là đúng, không chịu thỏa hiệp với người khác. Hung thần thiên quan sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên, bởi bạn càng tỏa sáng thì càng dễ lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân ganh ghét. Do đó, lúc nào tuổi Ất Mão cũng phải chú ý đến thái độ và làm việc thận trọng để bảo toàn thành quả. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, chẳng những công việc mà tài lộc của tuổi Ất Mão cũng rất đáng mừng. Con giáp này có những bước tiến rõ rệt trên con đường tăng tiến tài sản. Bản mệnh đã xác định được mục tiêu và đích đến của mình, nên không bao giờ đánh mất phương hướng. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn thu dồi dào. Dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy. Tam hợp xuất hiện giúp chuyện làm ăn của bạn rất thuận lợi, thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Bạn liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.
Với sự thông minh tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bản mệnh sẽ có thêm được nhiều dự án triển vọng cũng như cơ hội kiếm tiền tốt đẹp. Tuy vậy, con giáp này nên cẩn trọng trong làm ăn, giao tiếp, tránh thái độ kiêu căng, ngạo mạn quá đà, khiến đối thủ khó chịu, rèm pha. Càng làm ăn lớn, bạn càng nên đề cao cảnh giác tuyệt đối, không được tham lam quá đà, tránh gây ra những hậu quả nặng nề đáng sợ, đặc biệt là tự rước lấy tai bay vạ gió vào người, thiệt thân hại sức khỏe, mệt mỏi triền miên quá nhiều. Các cơ hội đầu tư lúc này mở ra trước mắt có thể khiến cho tuổi Ất Mão choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đã đó là lựa chọn hạng mục phù hợp với mình, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hơn nữa, bạn nên chọn hạng mục mà mình biết rõ nhất, hiểu biết của bạn về nó nhiều nhất có thể thì bạn sẽ tự tin hơn. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật, hãy tin vào trực giác của mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tháng 10 âm lịch này, vận trình tình duyên của tuổi Ất Mão khá dượng, mang tới nhiều tin vui cho bản mệnh. Với sự duyên dáng và tự tin của mình, con giáp này nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Nhân duyên khởi dựng mang tới những trải nghiệm rất ngọt ngào và thú vị. Tuy nhiên, mặc dù đào hoa nở rộ, song bạn vẫn cần phải biết cách cư xử và lựa chọn thì mới có thể gặp được người như ý muốn. Đừng quên đầu tư cho bản thân về cả ngoại hình và mở rộng lòng mình để trò chuyện với mọi người. Thời gian này, tuổi Ất Mão có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen. Chỉ là bạn có sẵn sàng mở lòng không, hay vẫn muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm. Đối với các cặp vợ chồng, để duy trì được niềm hạnh phúc trong tình yêu, đòi hỏi cả hai cùng vun xới cho tình cảm của mình. Vì thế hai người hãy gia tăng kết nối, đừng vì bận rộn quá mà lơ là việc quan tâm, trò chuyện với đối phương. Nhìn chung, đây vẫn có thể coi là một tháng yên bình cho những người đã kết hôn và một tháng tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này nguyệt lệnh lâm đất bệnh lại thêm bạch hổ hung tinh xung chiếu, nên tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão đang có những dấu hiệu báo động. Một vài trục trặc về sức khỏe có thể xảy ra, biểu hiện là bạn thường thấy cơ thể mỏi mệt, thiếu năng lượng, ăn uống kém ngon, mất ngủ. Bản mệnh cần hết sức lưu ý, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Thực ra là lâu nay bạn đã cố tình bỏ qua những dấu hiệu mà cơ thể ngầm báo cho bạn. Nếu có thể thì thời gian này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn là gắng sức làm thêm việc nọ, việc kia. Hung tinh còn mang điềm báo tai họa, thậm chí con giáp này còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung chú ý. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này, tuổi Ất Mão gặp phải nhiều trắc trở trong sự nghiệp, do phải chịu tác động nặng nề của cục diện tương hình, nhiều áp lực dồn dập xuất hiện, khiến bạn khó có thể vui vẻ, suy nghĩ tích cực và cố gắng đến cùng. Có lẽ những kế hoạch bạn đặt ra vào thời điểm này chưa thực sự phù hợp, nên mới thường xuyên gặp phải nhiều cản trở đến vậy. Có thể con giáp này là người có tầm nhìn xa, nhưng lại chưa thực sự ý thức được năng lực của mình hoặc thực tế trước mắt. Vì thế, trước khi bắt tay vào làm việc gì, bản mệnh cần cân nhắc xem nó có phù hợp với bản thân ở hiện tại không. Không phải cứ có tham vọng là bạn đã gặt hái được thành công. Người làm lãnh đạo chớ nên ngạo mạn quá mức, bỏ ngoài tai ý kiến của nhân viên cấp dưới của mình. Không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là đúng đắn. Hơn nữa, trước khi triển khai một dự án nào đó, tuổi Ất Mão nên tham khảo suy nghĩ của nhân viên, bởi chính họ mới là người bắt tay trực tiếp vào làm việc. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn vốn là người hiếu kỳ, ham học hỏi, đặc biệt thường hay thích mộng tưởng lập kế hoạch phấn đấu cho mình. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ hiện thực với mơ mộng, đừng nên chìm đắm vào những điều không tưởng, kẻo đến khi đối diện với thực tế, bạn sẽ dễ rơi vào cảnh thất vọng. Xét về phương diện tài lộc, tháng 11 âm lịch này, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão chưa thực sự có những bước tiến đáng kể. Có lẽ bạn cần phải tự nhắc nhở mình vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời tìm cách khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong quá trình làm ăn kinh doanh. Cục diện tương hình khuyên bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong quá trình kết giao với người khác. Không phải ai nhiệt tình, vui vẻ với bạn cũng là những người đáng tin cậy.
Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn để lừa lọc khiến tiền bạc đầu tư của con giáp này đổ sông đổ bể. Người làm lãnh đạo cần có cái nhìn thực tế hơn về tình hình trước mắt. Có thể bạn đang đánh giá không đúng năng lực của mình hoặc đang bắt buộc người khác làm quá sức. Nếu cứ không ngừng cố gắng vì một cái đích không tưởng, thì đến một lúc nào đó con giáp này sẽ cảm thấy kiệt sức và muốn bỏ cuộc. May mắn tháng này có các tinh thiên đức chiếu mệnh, bạn vẫn có cơ hội phát tài phát lộc nếu biết lập ra những kế hoạch chính xác hoặc chú ý hơn trong cách cư xử. Người làm ăn buôn bán chỉ cần kiềm chế bản tính nóng nảy của mình thì vẫn duy trì được những mối làm ăn đều đặn với khách hàng, đối tác. Người làm công ăn lương chú ý hơn đến các mối quan hệ của mình, không đắc tội với kẻ tiểu nhân thì vẫn hoàn thành những nhiệm vụ quen thuộc, lương thưởng ổn định. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão tháng này có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Dù là người còn độc thân hay người đã lập gia đình, nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn là người tự tin, sẵn sàng thể hiện điểm mạnh của mình để gây ấn tượng với người khác. Chính vì vậy mà người độc thân thường dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, được nhiều vệ tinh vây quanh. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà trở nên buông thả bản thân, giữ quan hệ với quá nhiều người hoặc quá vội vã đến với một ai đó nếu có ý định xây dựng các mối quan hệ nghiêm túc. Trước hết bạn cũng cần là một người nghiêm túc, đồng thời cân nhắc kỹ càng về những điểm tương đồng cũng như khác biệt giữa hai người. Người đã lập gia đình có một nửa kia thấu hiểu, đối phương có thể tha thứ cho những hành động nóng nảy, bốc đồng của con giáp này. Song bạn đừng vì thế mà cư xử quá mất tự do, không để ý đến cảm nhận của người ấy. Có chuyện gì hãy bình tĩnh tâm sự, rồi đôi bên sẽ cùng nhau tìm được hướng đi. Ngoài ra, bạn cũng cần dành thời gian quan tâm hơn đến con cái của mình. Hãy trò chuyện với con nhiều hơn để hiểu nhu cầu và mong muốn của con là gì. Đừng áp đặt những mong muốn của mình lên con cái. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão tháng này vẫn khá ổn định. Dù công việc nhiều trục trặc, rắc rối, khiến bạn thường xuyên cảm thấy muộn phiền, áp lực, nhưng may mắn là những cảm xúc ấy không ảnh hưởng lớn đến cơ thể bạn. Con giáp này nên tâm sự với mọi người xung quanh nhiều hơn để giải tỏa những tâm lý tiêu cực. Nếu có thể nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn, thì bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề, đưa mọi chuyện trở về với quỹ đạo đúng đắn. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Có như vậy bạn mới thấy tinh thần sảng khoái, sức khỏe cải thiện. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, bước sang tháng cuối cùng của năm 2024 này, tuổi Ất Mão được dự đoán sẽ đạt được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Vận khí ít họa nhiều phúc, dù bạn theo đuổi ngành nghề nào cũng sẽ dễ dàng thăng tiến. Trong tháng này có nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, hỗ trợ công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có được thu hoạch nhất định, thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Đây cũng là tháng rất thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành giao dịch quan trọng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi đang dưỡng cát khí. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư xây dựng có thể mạnh dạn triển khai dự án mới đều thành công tốt đẹp, nhưng nên nhớ làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Thời điểm trước Tết nên đặt nền móng chắc chắn để chuẩn bị cho kế hoạch chính khi ra Tết. Đừng vội tiến hành một cách mù quáng kẻo nhận lấy thất bại. Đây cũng là tháng con giáp này khá dưỡng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt. Thông qua đó, bạn cũng có thể nâng cao giá trị của mình khi có thêm sự hậu thuẫn của sao Tả Phù. Nếu có cơ hội được tham gia những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, bạn nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ, bởi đó sẽ là môi trường để tuổi Ất Mão được gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Không thể không nhắc tới khả năng hòa hợp với mọi người của con giáp này, vận khí lên cao giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp ở mọi chức vụ, mọi hoàn cảnh. Đây là thời điểm thích hợp để tăng cường giao tiếp, mở rộng mạng lưới, sẽ rất có lợi cho công việc về sau. Tuy nhiên, bên cạnh những các tinh kể trên, tháng này còn có sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh, nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Cẩn thận kẻo chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ cho tiểu nhân gây bất lợi. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng thù hận, hoặc có kẻ tiếp cận bạn chỉ để lợi dụng, dựa hơi, vì muốn chiếm đoạt được thứ gì đó từ bạn,
Chính những đối tượng này là rào cản không nhỏ trên con đường tiến thân của tuổi Ất Mão, bạn chớ nên chủ quan. Xét về phương diện tài lộc, nhìn chung trong tháng chạp này, bạn làm nhiều hưởng nhiều, đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, không lo thiếu dinh hoa phú quý. Không chỉ công việc, mà tài lộc của tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch này cũng nhận được sự che chở của nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, nên khởi sắc rực rỡ là điều đương nhiên. Đây là tháng cận Tết, thu nhập tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn, giúp tâm trạng của con giáp này vô cùng hân hoan. Người làm công ăn lương đạt được nhiều thành công trong công việc, như thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn. Cuối năm là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao. Tài vận tăng tiến cũng không quá bất ngờ, chỉ cần bạn tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì giúp đỡ mọi người. Các mối quan hệ xã giao nhiều dậy cũng được cải thiện trông thấy. Bản mệnh không còn phải đau đầu xử lý những rắc rối, thị phi không đâu. Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng, hốt bạc. Ở thời điểm Tết đã đến rất gần này, thị trường đang rất sôi động, bản mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật với hàng Tết hàng hóa lưu thông tốt. Nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao, điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy bén và tinh nhanh để tìm ra hướng đi phù hợp. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư, dù vậy, tuổi Ất Mão cũng nên hết sức thận trọng kẻo gia chạm với tiểu nhân ganh ghét. Hùng hạp nên chú ý trong khâu chọn người. Đừng quên hung tinh thiên cẩu vẫn rình rập, có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Mua sắm Tết nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão trong tháng chạp này có thể coi là hài hòa, ổn định. Đời sống tình cảm vợ chồng không có vấn đề nào phải lo lắng. Trong ấm ngoài êm, tuy đôi lúc vẫn có cãi giả xảy ra, nhưng đôi bên nhanh chóng làm lành vì không muốn ảnh hưởng hòa khí gia đình. Ở thời điểm năm hết Tết đến, người độc thân vẫn có một vài cơ hội đào hoa, nhưng vẫn cần phải nỗ lực hơn mới có thể thay đổi tình trạng hiện tại. Với những ai đã từng có vết thương trong lòng hay quá khứ, hãy mạnh dạn buông bỏ tất cả, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới. Có như vậy bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão tháng này khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Nhưng công việc tất bật dịp cuối năm dễ cuốn bạn đi thường xuyên, nên bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới lao lực, đổ bệnh bất chợt. Con giáp này nên lưu ý vấn đề này để có đủ sức khỏe còn đón Tết an vui. Bên cạnh đó, tuổi Ất Mão cũng cần đề phòng hung tinh thiên cầu gây họa huyết quan hoặc những tai nạn bất ngờ. Việc ăn uống cần đảm bảo an toàn dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế ăn hàng quán không đảm bảo vệ sinh, có thể bị ngộ độc. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương được coi là cát tinh, tốt cho nam hơn nữ mạng. Thái Dương ví như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu thì khó khăn được tháo gỡ, làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn này chủ yếu gây đau yếu, bệnh tật, tai nạn xe cộ bất ngờ, tốn kém tiền bạc cho vấn đề sức khỏe. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm con rồng, tuổi Ất Mão nam mạng gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Cách hóa giải vận hạn, cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian,
làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975, theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú được coi là hung tinh, năm có sao này chiếu nữ mạng Ất Mão dễ mang miệng tiếng thị phi, có kẻ giở trò xấu mà sinh ra thưa kiện. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, trồng trọt không được mùa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Năm có hạn Quỳnh Tuyền quý bạn dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Ất Mão nữ mạng sinh năm 1975 gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, ít mâu thuẫn hay xung đột xảy ra trong gia đình. Đối với người độc thân thì lại càng thêm cát lành, có thể tìm được nơi sẻ chia, nương tựa. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Bí quyết cải mệnh của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc này có khi ta làm trong vô thức mỗi ngày mà không nhận ra,
Khi nhận diện được chúng thì cố gắng phát huy thêm bạn nhé. Một là bạn mở lòng lắng nghe các ý kiến khác. Hầu hết chúng ta quá xem trọng cái tôi, nhất là những người được khen là giỏi, là tài năng. Chính điều đó đã khiến họ cao ngạo, tự đóng hết các cánh cửa, cơ hội học hỏi và thu hút tài lộc về với mình. Mỗi một sự kiện xảy ra luôn có những ý kiến trái chiều. Thay vì bảo vệ bằng được ý kiến của mình, thì bạn nên lắng nghe mọi ý kiến. Không nên vội vàng phân định đúng sai từ sớm. Khả năng duy trì tâm lý linh hoạt và đón nhận sự thay đổi đi kèm với kỹ năng cởi mở. Những quan điểm khác nhau sẽ khiến cuộc sống của bạn luôn tươi mới mỗi ngày. Thế nên, nếu bạn thấy mình có kỹ năng lùi bước trước một tình huống, thì chứng tỏ bạn đang ngày càng khôn ngoan. Hai là bạn trân trọng những gì đang có. Tục ngữ có câu, đôi giày của mình chỉ có đôi chân của mình mới biết đi có vừa và thoải mái hay không. Một người còn có tâm so sánh bản thân từ sự nghiệp đến thành tựu của con cái, thậm chí là vẻ ngoài, lối sống với người khác là điều tồi tệ nhất, khiến cuộc sống trở nên u tối. Chẳng thần tài nào muốn ở gần những người như vậy cả. Lý do khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn và một nửa là do so đo, tính toán. Chính hành vi này không chỉ tạo ra cảm giác không hài lòng về chính mình, mà còn nảy sinh tâm lý chán nản. Tiền tài là vật ngoại thân, biết đủ dùng là được, không cần phải so sánh thiệt hơn. Mỗi người đều có hoàn cảnh cuộc sống và phúc phận riêng. Có được bao nhiêu tiền tệ thì nên trân quý bấy nhiêu, tốt nhất không nên so đo, sống ở đời, hạnh phúc, bình an là được. Trong hôn nhân, nếu so sánh cuộc hôn nhân của mình với người khác, bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy thêm rắc rối và phiền não cho mình mà thôi. Về tiền bạc, sau đó kích thước ngôi nhà to hay nhỏ thì cũng chỉ có thêm buồn bực trong lòng. Thế nên, một người biết trân trọng những gì đang có thực sự là người biết rõ giá trị bản thân. Họ sống với thái độ biết ơn thì ông trời sẽ càng mang đến cho họ những điều tuyệt vời hơn nữa. Vì thế trong cuộc sống, hãy thường xuyên nuôi dưỡng thái độ tích cực, biết ơn những gì bản thân đang có. Dù đối mặt với áp lực, họ chỉ cần học cách trân trọng những gì mình đang có. Ba là bạn hay khen ngợi người khác. Trong cuộc sống, việc đưa ra một lời khen ngợi cho ai đó là việc không dễ dàng gì. Cho dù bản thân lại rất thích được khen, công nhận khả năng của ai đó, nhiều người lại nghĩ rằng sẽ làm mình kém đi. Chính tư duy này khiến họ nghèo mãi, không có cách nào khá lên được. Người ghen tị với thành công của người khác sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc, vì luôn có người hơn bạn. Nhưng nếu bạn luôn biết khen ngợi điểm mạnh của người khác, khuyến khích họ, thì không chỉ mỗi họ được lợi mà ngay cả chính bạn cũng nhận được phước lành từ họ. Hơn nữa, tinh thần phấn chấn, vui vẻ từ việc hạnh phúc cho thành công của người khác sẽ càng thu hút những điều tốt đẹp về với bạn. Những hình ảnh của họ sẽ khuyến khích bạn vươn lên những tầm cao mới để hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi đó, túi tiền của bạn được cải thiện cũng là điều dễ hiểu. Quan sát suy nghĩ của chính mình. Mỗi ngày chúng ta có tới 60.000 suy nghĩ ập tới trong tâm trí của chúng ta một cách vô thức. Nhưng có người rất khôn ngoan khi họ quan sát suy nghĩ của mình để dừng lại những suy nghĩ tiêu cực, phát triển những suy nghĩ tích cực. Mỗi suy nghĩ có tần số sóng riêng và khi nhiều suy nghĩ tích cực ở tần số cao sẽ càng thu hút nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Thế nên, nếu bạn biết quan sát suy nghĩ của chính mình cũng là dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc. Bạn chắc chắn đã trở nên khôn khéo khi biết rõ mình cần chiến đấu trong trận chiến nào. Những người khôn ngoan sẽ xem xét các cuộc tranh luận về những vấn đề khi bước vào. Thay vì cố gắng quá sức, họ sẽ chọn đặt năng lượng của mình vào những nơi không hiệu quả. Năm là bạn coi trọng sự bình yên. Một trong những dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc đó là bạn bắt đầu chọn bình yên hơn là tranh đấu, giành giật, lôi kéo sự chú ý của một đám người nào đó. Bạn chọn sự bình yên cho chính tâm hồn mình. Từ đó, bạn sẽ dừng loạn, bỏ được tâm trạng lo lắng về sự an toàn của công việc, sức khỏe con cái. Điều này khiến hầu hết mọi người cảm thấy cực kỳ nhạy cảm và dễ mất bình tĩnh. Thực tế là những người khôn ngoan sẽ ưu tiên và coi trọng sự hòa bình, cũng như sẽ nỗ lực để duy trì trạng thái đó. 6 là bình tĩnh khi đón nhận các vấn đề. Với những chuyện bất như ý xảy ra, ta thường trở nên nóng tính, phản ứng thái quá với những tình huống nhỏ nhặt. Sự bùng phát cảm xúc thường xuyên này không những gây căng thẳng cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng một người có thể bình tĩnh đối mặt cho thấy họ đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh khi luôn giữ được tâm sáng như thế, thì làm gì cũng thành công. Thế nên một ngày nào đó họ giàu có cũng là điều dễ hiểu. Hơn ai hết, những người này biết rằng
Dù chúng ta có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì cũng luôn có những điều xảy ra bất ngờ. Thay vì cảm thấy thất vọng thì hãy coi đó là cơ hội để vươn lên. 7. Là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi bạn đã hiểu rằng cuộc đời này vô thường, bạn sẽ chẳng bao giờ vì chuyện tiền bạc mà lo hại gia đình mình. Tiền bạc nhiều đến mấy cũng vô nghĩa khi không hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Trong khi đó, tình thân sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị tốt đẹp hơn nhiều. Bên cạnh việc kiếm tiền, chớ nên xem nhẹ gia đình, vì đó luôn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn. Tài lộc của bạn được cải thiện cũng là việc có được sự hỗ trợ, động viên từ họ chứ không phải ai khác. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.